Với nỗ lực của hệ thống chính trị, trong 9 tháng đầu năm 2021, Petro Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả khả quan với sản lượng khai thác dầu thô đạt 8,20 triệu tấn, vượt 13% kế hoạch, tổng doanh thu toàn tập đoàn đạt 437,8 ngàn tỷ đồng, vượt 16% kế hoạch. Petro Việt Nam góp phần quan trọng vào nguồn thu ngân sách nhà nước khi đã nộp ngân sách nhà nước 9 tháng đạt 65,9 ngàn tỷ đồng, vượt 5% kế hoạch năm 2021 và vượt 17% so với cùng kỳ năm 2020. Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp lớn gặp khó khăn thua lỗ, những đóng góp quan trọng của Petro Việt Nam thể hiện nỗ lực rất lớn của tập thể lãnh đạo tập đoàn, các đơn vị thành viên và gần 60.000 người lao động dầu khí. Thành công này là nhờ công tác quản trị điều hành được triển khai sát với diễn biến thực tế, kịp thời thích ứng với những biến động của thị trường, sự tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị từ khâu thượng nguồn, trung nguồn đến hạ nguồn, bảo đảm tối ưu công tác quản lý dòng tiền tại các đơn vị, không làm gián đoạn chuỗi sản xuất và cung ứng. Ngày 9 tháng 9 vừa qua, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Fitch Ratings đã xác nhận Petro Việt Nam có xếp hạng tín nhiệm độc lập ở mức BB+, xếp hạng nhà phát hành nợ dài hạn ngoại tệ IDR mức BB với triển vọng tích cực. Xếp hạng nợ ưu tiên không có tài sản bảo đảm của Petro Việt Nam được đánh giá tại mức BB. Đây là năm thứ ba liên tiếp Fitch Ratings đánh giá xếp hạng tín nhiệm riêng của Petro Việt Nam ở mức BB+. Đánh giá tích cực này từ Fitch Ratings cho thấy sự ghi nhận của những kết quả đạt được của Petro Việt Nam trong những năm qua.